Đây là một trong những cây mai bị yếu, bị suy. Khách hàng mang tới chỗ vườn mai anh Đức ở Thủ Đức gửi nè anh chị. Thì bây giờ nhân cái dịp ảnh chuẩn bị ảnh thay chất trồng thì em sẽ quay cho anh chị xem cái quy trình mà ảnh xử lý cái cây mai suy như thế nào anh Đức ha. Rồi. Cây bên này là anh định thay cây nào trước? Cái thay cái cây bonsai nè. Cái này thay luôn, cái này đang bị tình trạng gì anh? Cây này đang thiếu chất trồng, nó bị lâu ngày quá. Nó thiếu chất trồng, rồi một cái chất trồng cũ nó bị hư á, nó mục á. Biểu hiện của nó là ở bên ngoài là gì anh? Đây nè, em thấy không, là nó bị mục rễ rồi nè. Cái này hồi trước cái ông vô xây dừa không nhiều á, không có cháu sống dưới ấy đó, cho đen ít á. Thì để lâu ngày quá tứ phân thì nó mục rễ nè. Đây. Nếu mà không xử lý nó, sau này nó sẽ bỏ nhánh á. Giống như ở kia có cái cây mà Phú Yên là bị bỏ nhánh nhiều mà chị. Nó bị bỏ rễ, nó hư, nó bị lâu ngày quá, nó mục rễ trơn mà mình không có thay rễ mới á. Là nhưng mà cái đó giờ anh chưa xử lý phải không? Chưa. Tại vì người ta kêu anh ghép hả? Ghép trước cây, rồi mình mới xử lý ghép, hả? Cây đó bây giờ mình ghép xong mình cứ rồi xong rồi sau này mình tứ phân thuốc cho nó lớn lên á. Rồi mình sẽ xử lý cho trồng sao, chứ mình xử lý trước là mình không có ghép được. Chờ mấy tháng sau ghép thì Tết năm nay người ta không có chơi. Dạ. Đó là cách mình ghép trước là mình xử lý cái đất trồng sao. Nhưng mà đất cát đó cũng tốt, đất cát đó mình tưới phân cho cũng tốt. Rồi giờ anh xử lý chất này đi, em quay cho anh chị các bạn mình cùng tham khảo. Rồi chứ bây giờ xử lý cái cây này anh xử lý cái bộ rễ nó làm đất trồng mới với tỉa lại nhánh. Dạ. Trước tiên giờ anh tỉa nhánh trước nè. Tỉa nhánh trước đi rồi chút chất trồng anh khoan trộn nha. Bữa nay chất trồng là sẽ quay từ đầu tới đuôi luôn cho anh chị xem, anh trộn luôn ha. Chất màu chất trồng của anh cho đen không có, nó thiếu cho đen. Cho đen kìa, cho đen đó thì ít thôi. Cái đó cho đen cũng được, em lấy cái cạp mới được, cạp phá bỏ cái. Đây cho đen nè anh chị. Đây lúc nào cũng có máy bay hết trơn á. Cứ chừng 3 phút lần có máy bay. Trước tiên mình muốn thay cái cây mai cho nó mạnh với nó đẹp á, là mình phải xử lý cái bộ tàn ở lại trước. Là cho nó đẹp xong rồi mình mới tính ra cái tình trạng là mình bắt đầu mình thay chất trồng đó. Tại vì chất trồng á mình mà không làm trước á, mình thay và mình cạp chút động cây đó. Đây nó bị mục. Cái đó hình như nó hư luôn rồi. Nó hư á, là cái dạng như nó không hư. không có sáng là nó chết luôn hả? Nó chết nữa. Cái này còn nè, cái này còn nó dẫn ra. Nhưng mà anh tỉa luôn. Anh tỉa luôn. Cho cái nó sẽ ra ngay chỗ này. Đó chỗ đó nó còn sáng đó. Chỗ đó còn sáng đó anh chị. Cái này không cần thiết nè. Nó lên không được không sao. Đây, bây giờ cái này thì cắt ở đây luôn. Nó sẽ lên cái chậu ở dưới này nè. Cái chậu mới á. Hay hoặc là mai nhánh nó sẽ lên chỗ đó. Trời mới. Đó là hư luôn ạ. Cái này hư mình cắt bỏ luôn. Dư quá mình cắt bỏ luôn cũng được, tại vì khi mình lên cái chậu mới nó ra cái tược cũng nhiều lắm. Anh chị nhìn xem cách xử lý của anh ha, cái này anh có cái hư này mình cắt bỏ luôn, có kim cạp mình cắt cũng được. Này nhìn hư luôn nè ông, đây nó còn đủ tươi đó.
Đây nè, nó hư cái phần dưới đúng rồi. Nó hư luôn rồi. Khô luôn rồi. Còn nếu mà mình ấy thì mình có thể cắt rút vô sâu một chút. Nhưng mà cái này không sao, cái này nó còn nó hư cái mặt kia nhưng mà nó cái còn này còn nè, nó còn mặt này. Tốt á. Mặt này còn, mặt này hư rồi nè. Mặt này chết luôn rồi nè anh chị. Thằng này còn nè. Thằng này còn, thằng này còn nè. Cái bonsai này mình không cần nhiều chi. Nó sẽ ra cái tược đó là mình mới mới bỏ là nó cũng đẹp lắm. Nó ra nó ấy. Cây này cũng tính ra là cây lâu đời lắm rồi anh chị. Cây này chi này ghép cũng cả chục năm trở lên rồi. Cây bay ngang giáng huyền bonsai nè anh chị. Đây. Đó. Cái này mặt tiền nó bên kia. Đó, cái này mặt tiền nó bên kia anh chị. Cái này như ta bẻ bonsai hai bên mặt tiền hết á. Tứ diện luôn. Này tứ diện luôn. Tứ diện. Chia đều nói chung là bonsai chia đều tứ diện đẹp hơn. Bonsai này đều hai bên. Nhưng mà cây này đúng ra là mặt tiền hình như mặt tiền bên em nè. Bên em mới là mặt tiền nè. Ừ. Mặt tiền bên này nè anh chị. À, anh chị biết em nhìn sao cây này mặt tiền không? Để em nói thử anh chị coi phải đúng không nha. À, bên này mặt tiền. Tại vì em thấy cành phong sao phía đây nè anh chị. Đây nè. Đây, bên này có cái cành phong phía sau nè anh chị. Đó. Thường thường bẻ cành phong phía sau là cái ý đồ của cái người nghệ nhân á, là muốn ở phía sau là cái mặt sau. Còn phía trước là mặt tiền nè anh chị. Đó, mặt tiền đó này ha. Bên sau là mặt phong ha, cây phong là mặt sau. Mặt này là mặt tiền nè anh chị. Đó. Mặt tiền ha. Bên này là cây hầu về ha. Còn bên này nó cây này cành này bay ra đó. Còn cái độc chủ thì cái người nghệ nhân cũ người ta bẻ ở chính giữa luôn ha. Đó, chính giữa ở phía trước nè, bẻ lên đó, chọn cái độc đó là bẻ lên là độc chủ ha. Cái nhánh này là cành phong phụ nè anh chị. Còn phong chính ở phía sau nè, cành phong chính phía sau là cái cành này nè. Còn này là cành phong phụ ha. Còn cái mặt tiền trước của nó là ở đây. Đó, còn cái này là cái tàn ở trên. Cái tàn trên ha. Đó, đây. Mặt tiền nó đi tính tới cái mặt cắt thôi. Còn cái trên nó là cái tàn ở trên nè. Đó. Tổng thể cây này mốt nó ra đẹp dữ lắm nè anh chị. Này là một cái thân nó bay ra đây ha, bay ngang luôn, bay ngang giáng quyền. Cây này đó. Để được cái cây như vậy là người ta ghép lâu đời dữ lắm. Mà cây này ghép gì anh biết không? Cái giống này chắc là dạo Thủ Đức á. Dạo Thủ Đức mà nó ra vậy thôi chứ. Anh chị xem cái mắt ghép của nó nè. Viền cốt hết rồi. Viền cốt hết. Cây đẹp lắm á. Tại cây để thiếu phân cho thành ra nó dễ bị bỏ tay bỏ chi á, mình phải cắt gọn lại. Cây này muốn đẹp hơn cây bên kia luôn anh. Ừ. Đúng không? Ừ. Cây này muốn đẹp hơn cây ở cây này liền tốt luôn. Hơn đẹp hơn á, nhưng mà bồ đế thì nó không có giữ. Cây này nó giót hơn. Ờ, nó giót hơn. Nó liền cốt hết trơn liền luôn. Liền cốt giót hơn. Cây bên kia là cái bộ đế nó kiểu khác, kiểu đế trực. Ừ. Còn hồi này là dán bay nè. Dán bay luôn. Trời, cây này mốc sữa là đẹp lắm.
anh chị thấy cái thân ba của nó to ra tới đây chi bay nó bẻ lên. Cây này là cây nghệ thuật anh chị ha, nghệ thuật tàn chi đẹp chủ nó nè, cây rất đẹp luôn ha. Này anh nhổ cỏ luôn hả? Để một chút à, anh nhổ luôn á. Mình cắt không, bây giờ mình cắt một lần đúng á, mình cắt xong rồi mình mới cắt lại nè. Ừ, tại vì mình mới coi là nó phải chuẩn hơn. Chỗ này hình như cái nhánh này anh cắt hơi sâu phải ta? Không, cái nhánh này được rồi. Nhánh này cắt vậy mình sửa ra đây nè, nó đẹp hơn. À, mấy mốt nó bẻ ra đó đúng không? Cái nhánh này đứng quá nè, bây giờ khúc này nó hơi thiếu, khúc này mốt cái chỗ này nó bẻ ra anh chị, khúc này hơi thiếu nè. Định nếu mà cắt ở đây để coi chắc cắt luôn. Cắt sát luôn hả? Ừ, cắt sát luôn. Mày mốt nó ra cho ngay chỗ này nè. Là mình mới đọc sửa lại. Sửa đẹp hơn. Còn giờ nó đưa lên về thì nó sửa nó không có đẹp bằng. Cái nhánh này thì phải để như vậy rồi. Nếu cắt vô đây bỏ luôn cái chi này. Bỏ luôn à, bỏ luôn chi, bỏ luôn, bỏ luôn chi này. Tại nó dư á. Giờ bẻ cái chi này với chi này được rồi. Còn cái này thì xử lý nó. Rồi, đó vậy đi. Mốt mình sẽ nó ra chi mới rồi mình bắt đầu mình chỉnh sửa lại. Chắc đâu ăn tới tháng này, 6, 7. Cái này là bỏ luôn nè. Cái này bỏ luôn nè, chỗ này ra nè. Đúng ra phải cắt sát vô đây luôn á. Vô đây luôn á. Ở đây nó ra hai nhánh rồi nè anh. Ừ. Mà chừa lại thôi, chúng ta mình cắt vô đây mình sẽ làm chi mới lại hết luôn á, nè đẹp hơn. Cái này chi nó này nó hơi xấu không? Ừ, để như vậy hơi xấu. Nhưng mà mốt mình để ngang rồi luôn. Cũng được, nhưng mà nó sẽ có cục gù rồi nè. À, nó có cục gù ngay đây. Ừ, cục gù đó thì nó không có đẹp bằng, nó không có thông, nó không có thông nhánh á. Cái này giống như cục gù vậy nè, phải không? Ừ. Đó, cục gù nè. Cái này hồi trước bị ông này ổng làm cũng ông không có thay chất chồng vô thêm á. Chứ thay chất chồng vô cũng tốt. Trước tiên là mình cứ lấy cho này đi. Cây này hồi xưa chứ người ta cũng mua mắc lắm nè, xong mà mua về chăm không kỹ nè. Ừ. Chứ hồi xưa này cây dinh mà nghệ nhân của cây này chắc là ta giữ lắm á. Ừ, lâu năm lắm rồi. Cái chi mà liền cốt hết trơn nè. Ừ. Nè, đây nào mà nó liền ghê không? Lâu năm lắm rồi. Cây này cũng bị bỏ cái chi ở đây nè anh chị. Đây nè. Làm rễ vậy đứt anh đừng có sợ gì trơn á, tại vì không sao hết trơn á. Bỏ chi nè. Đó, mình cứ... Mà chi nó cắt luôn cũng được. Mình lấy cái rễ này ra, cái rễ cũ này nó mục rồi á. Mình cứ lấy ra, sao nó sẽ ra rễ mới à. Đó, mình đừng có sợ gì trơn á. Còn nếu mà kỹ á, thì sợ á, là mình cứ làm vậy thôi. Đó, mình lấy chất chồng ra bớt vậy thôi, mình đổ cho mới vô. Còn nếu mà mình lấy thì cứ nhổ ra luôn cũng được. Đây. Chắc chút anh phải nhổ ra luôn. Nhổ ra luôn hả? Ừ, tại vì những người nào mà yếu tay nghề đó, thì người ta sợ á, thì có thể mà làm gì cũng được nè. Đó, những người mà không có rành về mai đó, mình muốn thay mình làm gì cũng được. Đó, vậy là bảo đảm nhất, nó không bị chết cây. Đó, nếu mà những người nào mà không có chuyên nghiệp á, cứ làm gì đi rồi mình cứ thay chất cầm vô thôi, mình đổ thêm thôi. Để chút anh đổ vô ha. Rồi xong rồi nói cách thứ hai nữa là mình nhổ ra luôn. Đó, những người là làm quen rồi đó thì người ta nhổ ra luôn. Còn những người không có quen á thì cứ làm vậy đi rồi cái đổ chất chồng mới vô thôi. Rồi, đó. Bây giờ anh đi lấy cho.
Rồi đi theo anh lấy cho coi. Chúc cây này luôn, cây này chúc làm cây này luôn. Cây này chúc cũng tỉa lại luôn rồi, xong rồi cũng thay chất trồng hết luôn. Nè quay cho anh chỉ cây bonsai đi. À, được, được rồi. Chà cái cho đen anh giờ không có, anh trộn sẵn rồi không à. Anh qua mượn nút thôi hay sao? Nếu vậy thì à, chỗ này khu ảnh trộn chất trồng nè anh chị. Đó. Nếu vậy mình trộn mới đi. Trộn mới luôn trộn đi. Trộn mới thì mình lấy xô mình trông. À trộn mới luôn đi. Ừ. Anh chị cho anh chị xem trộn mới. Anh có phải không? Đủ không? Trộn mới thì để anh lấy cái cho đen này một thùng cái. À, anh chị xem trộn mới chất trồng nha anh chị. Đó. Chất trồng cú mai suy. Dạo Thủ Đức. Cái này tầm khoảng 6 phân rưỡi. À, 6 phân rưỡi. 4 ngón tay của em là 7 phân ha. Này khoảng 6 phân rưỡi. Cho đây ha anh. À, bây giờ anh lấy ra ngoài kia, anh làm ngoài kia. À. Bây giờ anh lấy cho đen trước nè. Lấy ra để coi anh trộn sao nha anh chị. Tỷ lệ như thế nào ha. Ra đây mình thăm mấy cái mấy cái chậu chất đống này coi. Có cái chậu nào đẹp không? Xin về bà con. Thánh đi xin mai. Nghiên cứu có cái chậu này hay không? Rồi chậu này là chơi thác đổ ha. Đó. Chậu chơi thác đổ. Đây thác đổ. Đây, có cái chậu này giá trị không? Đó. Chị nào coi có cái đôm nè. Chuẩn bị chưa anh? Xong chưa? Rồi, chuẩn bị đó. Này giá trị nè bà con. Nè mấy chậu này nè. Chùi lại đẹp nè. Đó, chậu nè. Rồi, giờ mình chuẩn cho nha. Rồi. Đây, một xô cho đen. Một xô cho đen. Ê, ủa? Đây có xô dừa nữa. Sao có xơ dừa luôn rồi? Cái xơ dừa có ít nè. À. Sao? Cái này xơ dừa ít không sao. Rồi một cái cho đen dính lẫn xơ dừa chúng ha. Rồi cái này là xơ dừa nè, xơ dừa nhuyễn ha. Xơ dừa nhuyễn luôn, xơ dừa mạnh luôn ạ. Xơ dừa là nó có hai loại nha anh chị. Không anh? Ừ. Một loại xơ dừa lớn với xơ dừa nhuyễn. Mình xài cái này nó tốt nè. Xơ dừa nhuyễn. Nó đừng có bệnh cục cái kia thì nó không có tốt đâu. Giống như cái dằn này nè. À. Đó nó phải có chất mịn giống vậy mới được. Đó, nó bự bự. Sơ dừa nhuyễn còn sơ dừa lớn là để đắp chậu nha anh chị. Hai loại nha. Anh chị mà ra mua mình nhớ phân biệt ha. Rồi đó. Rồi, cho đen một phần. Sơ dừa một phần. Rồi à, chấu ha. Sống cái sâu giờ tới chấu chấu đây chấu đây. Sao anh không để chấu cho nó nhiều vô cho nó hát nước? Sao anh không để chấu nhiều cho nó hát nước mà tỷ lệ 1:1 vậy thôi hả? À, chấu sống nhiều quá thì mai mốt nó mục. À.
nó thoát nước nó tốt nhưng mà sau này nó mục. Có người thì có thể là mục này mục kia có thể là 50% cũng được nữa. Nó mục thì nó sẽ bị sau này mới đầu thì nó thoát tốt nhưng mà sau này nó mục là nó không, không nó bị ôi nó phải xốp, không? Nó xốp nước quá nó sẽ khô nước quá nó bọng. Nó bọng hả? Ờ nó bọng cây mai mà mình không có để ý á. Là nó bọng rồi xong mình tưới nước rút nhiều quá nó không có rút nước vào rễ là cây mai nó cũng không tốt đâu. Thôi trước tiên là mình đổ 50% cháu sống đi. Dạ cháu anh ít phải không? Ít hơn chút. Cây mai suy anh để 50% thôi anh chị. Còn cây mai khỏe bình thường thì mình bằng luôn hả? Hay sao anh? Ừ. Cái này cũng tùy theo người thôi. Mình à. Mình cứ trộn cái kia một một đi rồi cái này cháu sống mình để 50 thôi. À. Đó rồi mình trộn đều lên. Cái này nếu trộn bằng giá thì tốt nha. Tại vì này ít quá anh trộn tay luôn. Cái cho đen là nó cũng giữ nước à? Ồ, cái cho đen cũng hay lắm á. Tại vì nó không có mục. Nó giữ à. Mà cái mai mình nó... Tại vì cho đen là người ta hung lên rồi, ta nấu lên rồi phải không? Ừ, cho đen này nấu lên rồi. Cho đen là ta nấu lên rồi nó không bị mục. Ừ, nó không có mục. Còn cái cháu sống cái dừa này là sau một thời gian sau nó mục á. Là nó bị bọng trong cái mai, cái bầu đất mình nó bọng á. Cái vừa giúp cho nước nó len lỏi qua đó ha. Đúng rồi. Còn đó, đó, cái chấu là trời giúp cho nước nó len lỏi qua đó. Còn sơ dừa là nó cũng giữ ẩm lại nha anh chị. Sơ dừa giữ độ ẩm lại ha. Cái sơ dừa giữ độ ẩm tốt. Còn chấu là nó cũng giữ ẩm giữ nước luôn ha. Chấu đen á. Còn chấu sống là nó thoát nước anh chị. Nhưng mà anh đang để cái chấu đó là 50. Đó là... À, anh muốn giữ lại cái độ ẩm nhiều hơn cho cái cây. Ừ. Đúng không anh? Đúng rồi, à. Giữ độ ẩm lại cho anh nhiều hơn. Anh không xài vỏ đậu phộng anh? Không, anh không có xài. Có cũng tốt mà không có cũng được. Cái này không quan trọng gì quá đâu. Ba dạ. Cái loại này là trồng cây là tốt lắm rồi á. Dạ. Anh không có bỏ con chuồng vô đây. Tại vì không có xài con chuồng đây. Rồi, đó bé cậu mình thay cây được rồi đó. Ừ, chắc trồng mới của ảnh. Nè cái này cháu sống nhiều quá nè, nó sẽ sau này nó mục thì nó không có tốt cho cây. Cái này cháu sống nhiều quá nè. Thì anh bỏ cái đó đi. Ừ. Lấy cái xẻng ngoài. Đó, như đó dư rồi đó. Rồi, như đây mình thay được 2 cây rồi đó. Ở đây nè anh có hai cách nha.
Thứ nhất là những người mà không có chuyên nghiệp á, mình có thể là sợ hớ cây á, là tốt nhất là mình nên thay chất trồng giống kiểu này đó. Mình chỉ cào cái lớp cho cũ này ngay chỗ này thôi. Tầm à, khoảng 8 phân 10 phân ha. Ừ, cho nó một ít được, cho nó thay cái cho mới. Là cái kiểu như là mấy người mà không rành á, làm gì thì cây nó không bị hư nè. À. Đó, rồi mình có thể mình đắp cho vô. Rồi cách thứ hai nữa chút anh chị ra. Đó, khi mà vô chất trồng này là những người mà không có chuyên nghiệp mà sợ hư cây á, mình cứ làm vậy cũng tốt nữa. Mùi quá. Rồi mình ném sơ sơ vậy được rồi. À mình ném cho nó cứng. Rồi cái trường hợp này là những người mà sợ hư cây rồi á. Yeah. À, là người ta làm cách này là một cách này thứ nhất là. Ừ. Còn cách thứ hai của anh á là anh phải bỏ hết, anh nhổ anh luôn. Yeah. Là cách thứ hai nè, là yeah, cái này anh sẽ lấy cái trò này cho mới mình ra, phải không? Yeah. Đó là cách thứ hai là mình lấy cho mới luôn. Những người nào không biết làm á, làm cách này là số 1 này á là ok nhất luôn á, không có sợ hư cây. Còn cách thứ hai á là để anh nhổ cây mai ra luôn. Rồi cách thứ hai là mình nhổ ra luôn, là mình kiểm tra cái ở dưới luôn, cái bộ đế dưới á sao nè, dế thì toàn là đất không à. Đó là cách thứ hai là anh làm theo kiểu anh nha. Dạ. Đó là anh sẽ thay cái đất trồng mới luôn ra. Anh sẽ bỏ cái lớp đất này luôn. Ừ. Tại vì nó bám cái rễ cám, nó không có ra nổi nhiều á. Dạ. Cây mai nó không có lực. Đất không à, bác đi giờ bắt đầu anh mới làm cho mới lực của mình. Mình có lấy, mình lấy miếng cây mình chặn lại cho đừng gớt xuống thôi, chủ yếu là đừng gớt cho nhiều quá thôi, chứ cái lỗ này không sao. À, mình đổ cho mới vô. Đó, lớp mỏng này thôi. Cái gì khoảng chừng gần 5 phân. Ở đầu cái mình nãy mình cạy này ra phải không? Giờ mình nào mình cạy ra cho hấp ớt rồi, giờ mình tỉ vô lại. Cái cây nhánh này nó bị dướng cái này nè. Mình để giờ lên trước chút. Cho nó không có đụng cái tàn của nó con. Bay ấy. Nó hơi sao phải không? Nó hơi sao phía sau hả? Nó hơi sao phía sau, nhưng mà nó để phía sau thì nó sẽ đụng cái nhánh bay này nè. Để anh còn chút có thể nâng lên thì nâng lên thụt ra phía sau cũng được. Mình nâng lên luôn đi anh. Nâng lên hả? Nâng dạ. Lên thì có thể mình thêm mấy cây này ra giữa cho cái gốc ở giữa luôn. Dạ. Mình nâng lên xíu bên dưới nữa phải không? Mình cứ vô đi rồi mình nâng sau cũng được. Dạ.
Nhưng mà chủ yếu mình chừa cái thân sao mà cái đó, thân lên em cắn cho anh. Cái thân nó anh cho chính giữa cái chậu luôn, giống như cũ luôn á. Ừ. Nâng nâng bộ đế lên xíu luôn ha nè. Vậy là dồn vết chồng thêm dưới ha. Ờ, dồn vết chồng dưới á. Cho nó ốc cái đầu lên. Đó, nó như cũ rồi đó. Hình như phải nâng nâng lên xíu nữa không anh? Để anh coi, anh chỉnh lại nữa. Mình sẽ đắp cho nó nhiều nhiều chút rồi mình chỉnh lại nữa. Cây này là anh chị thấy nó đang ở có dáng huyền ha. Mình nhìn theo cái đỉnh anh ha. Ờ, nhìn theo cái đỉnh nữa. À, nhìn theo cái đỉnh cái tàn nữa. Cái đỉnh thời hồi xưa, cái nghệ nhân xưa ở đây ta theo cái dáng huyền vậy nè đó, giống huyền anh điện không đó, giống huyền nè đó, giống huyền đó, đây đó xuống đó giống huyền, còn cái đỉnh nó vẫn thẳng anh chị ha, đó dáng huyền nhưng mà cái đỉnh vẫn thẳng ha, giống như một cái giống huyền vậy đó. À, mấy về đó mấy vậy huyền 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 bí luôn đó. Qua Khôi em Huyền chở gạo Mỹ Tho, em qua Khôi tên Huyền, dáng Huyền trời đỉnh nào cũng thẳng này đó nè, tổng thể dáng Huyền thì cái nhánh này nó hơi cao hơn xíu chút xíu à, anh nhẫn ngẩn lên xíu, đúng rồi, ngẩn lên xíu nữa được, lên xíu nữa anh. À, anh cho cái tàn dưới nó ngang luôn ha, được. Nó cái tàn dưới nó ngang rồi, nó ngang rồi đó, tàn dưới nó ngang nó mới đẹp. Chi trên nó vẫn thẳng đứng anh chị đó, tàn dưới thì nó ngang ngang với một chậu. Nó vẫn hơi chút chút xuống xíu không anh? Nó cũng chút xuống chút á, nó cũng hơi chút á. Nhưng mà cái nhánh này nó bay ngang được rồi nè. Nếu mình ngãi gì sao quá thì cái này nó nghiêng gì sao, cái đọt nó nghiêng gì sao á. Này chắc hồi xưa tao bẻ thay giống huyền thôi. Ừ. Cho nó đang dồn cho nó đứng cây lại nha anh chị. Rồi vậy thôi, cái đầu mình tưới. Cây này cũng là một chiều hay mai về mới tưới cũng được. Đó, cây này anh hỏi ông chủ ông có bán không? Cây này để chỉnh dáng xong rồi ra mới đẹp. Ừ. Bây giờ hiện vậy. Anh alo cho ông chủ, anh nói cái cây của anh bị hư rồi. Có bán không? Còn nếu mà các bạn có kỹ nữa thì có thể mình đẩy miễn lên trên này ha. Dạ. Đó, mình cứ đẩy vậy đi cũng được. Mình kiếm miễn mình sắp lên cho nó mát gốc cũng tốt. Đó, tình trạng này nè. Để mà mình tưới nó không bị... Nó không có gì văng nữa. Văng vết chồng ra nữa. Ừ, vết chồng ra mà mình để vậy nó vừa mát cây nữa ha. Hai tác dụng luôn. Đó, ở đây thì không cần làm cũng được, nhưng mà chỉ cho các bạn có thì điều kiện hay làm, còn không có điều kiện không làm cũng không sao. Ở đây anh chị thấy cái vườn của anh Đức ảnh độc đáo là ở trên khỏi cần che gì luôn, để ngoài nắng luôn rồi. Ảnh cú mai si mà ảnh để ngoài nắng luôn đó anh chị, ghê không? Chiếc chất miễn này đâu có ai có đâu, tại vì nếu mà có cũng đâu có nhiều đâu để đợi cái này à.
Tại cái này mình hướng dẫn cho những người xem người ta có điều kiện người ta mới đậy vậy thôi, có miễn á thì đậy, còn không có thôi cũng được, không sao hết trơn á. À. Đó là tình trạng vậy đó. Thì xong rồi đó. Xong rồi ha. Ừ, rồi chiều tưới lên cây. À. Tưới cho nó đẫm hết luôn. Dạ. Anh qua đó anh ngồi mấy em cái. Dạ. Đó, bên đó đó. Đó, cho em xin tấm hình coi. Rồi, cười ghé đi anh. Ok, ở tới đây cũng kết thúc cái clip. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị các bạn ở những cái clip tiếp theo. Em sẽ xem ở vườn của anh Đức có cái cây nào có dấu hiệu bệnh thì sẽ quay cho anh chị xem cái cách cứu cái cây đó ha. Tại vì ở vườn của ảnh nhiều anh chị mà bị suy cây tới đây gửi lắm, bởi vì nhiều cái cây có dấu hiệu bệnh lắm. Cảm ơn anh Đức nha. Xin chào và hẹn anh chị các bạn ở những clip tiếp theo.